Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu thêm một sản phẩm nhà mình. Sản phẩm trên tay mình đây là cao xương mèo đen do nhà mình tự cô lấu. Cam kết nguyên chất 100%. Do nhà mình tự cô lấu lên tối ưu được về nhân công và chủ động được nguồn nguyên liệu, cho nên giá thành nhà mình sẽ cam kết là tốt nhất. Trên tay mình đây là 100g cao xương mèo nguyên chất với giá mấy bạn bán hiện tại bên mình đang bán là 385.000, giao hàng toàn quốc. Với những người chưa biết về sản phẩm cao xương mèo đen, mình xin giới thiệu qua về công dụng và cách dùng. Cao xương mèo đen là món quà vô giá với những người bị xương khớp, viêm đa khớp, đau dây thần kinh tọa. Công dụng của cao xương mèo làm bổ gân, chuyên hỗ trợ những bệnh về xương khớp, thấp khớp, viêm đa khớp, thoái hóa khớp, đau cột sống, thoái hóa các đốt sống, thoát vị đỡ đệm, đau dây thần kinh tọa. Cách dùng cao xương mèo như sau. Đối với những người sử dụng được rượu thì các bạn ngâm 100g cao xương mèo với từ 0,5 tới 1 lít rượu trắng với nồng độ cồn dưới 40 độ. Sử dụng. Khi sử dụng được là các bạn ngâm tan cao, hòa tan với rượu, các bạn nắc đều lên. Một ngày sử dụng từ 1 đến 2 chén. Đối với những người không sử dụng được rượu thì có thể là hấp cùng với cháo hoặc hấp cách thủy với mật ong. Các bạn chia 100g này ra một lượng từ 15 đến 20 phần. Các bạn sử dụng. Nếu như hấp với mật ong thì các bạn hấp với một thìa mật ong, hoặc là ăn với cháo, các bạn mỗi một tô cháo các bạn cho thêm vào một phần. Với 100g cao này các bạn sử dụng liên tục cho tôi từ 15 đến 25 ngày. Các sản phẩm của bên tôi thì được hiện tại đang được chào bán trên các website caomaobach.store, caomaoden.store, caomaoden.com.vn. Do sản phẩm được nhà tự cô lấu nên cam kết về giá thành sẽ tốt nhất. Quy trình sản xuất hợp vệ sinh, mẫu mã đẹp mắt. Các bạn muốn liên hệ mua sản phẩm theo số số hotline 0769 53 88 88, nhận giải đáp 24/7. Các bạn nếu có thắc mắc gì về cao mèo đen hoặc cao ngựa bạch, cao ngựa màu, liên hệ theo số hotline của tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng. Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của tôi. Cảm ơn ạ.